Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Azineke do dược phẩm liên doanh FOXS USA sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Arjineke cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Arjineke có thành phần là cao lá thường xuân 850mg, xuyên bối mẫu 1000mg, trần bì 750mg, bách bộ 500mg, eucalypton 80mg, bạc hà 55mg, mật ong 1000mg húng chanh 55mg, gừng 1.200mg, Azinaike được bào chế dưới dạng siro. Azinaike mang lại cho người dùng công dụng, giúp bổ phổi, nhuận phế, dịu niêm mạc, làm ấm đường hô hấp, giúp ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng ho do thay đổi thời tiết, ho gió, ho khan, rát cổ họng, cổ họng khô, khản tiếng. Sản phẩm dùng cho các trường hợp, người lớn, trẻ em ho lâu ngày do cảm lạnh, nhiễm lạnh, ho do thay đổi thời tiết, ho gió, ho khan. Người hút thuốc lá, phải diễn thuyết, giáo viên, phát thanh viên, nói nhiều gây rát cổ họng. Người bị ho mãn tính, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi. Sản phẩm Azineke được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Azineke được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, trẻ em dưới 2 tuổi tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ. Trẻ em 2 đến 6 tuổi, uống 2 lần trên ngày, mỗi lần 5 đến 7 ml. Trẻ em 7 đến 10 tuổi, uống 2 lần trên ngày, mỗi lần 10 ml. Trẻ em trên 10 tuổi và người lớn, uống ngày 3 lần, mỗi lần 15 ml. Chống chỉ định khi sử dụng Azineke, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng Azineke, thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu và phụ nữ đang cho con bú, người bị hen, hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Azineke, đồng thời biết cách sử dụng Azineke sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham